Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine và bàn cờ quân sự trên thế giới. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã thấy cái thông tin mà đang được bàn luận nhiều nhất là vụ tập kích tên lửa quy mô lớn của Nga. Thế thì kèm theo cái vụ tập kích tên lửa quy mô lớn đấy, thì cả phương Tây tập thể cũng đang tìm mọi cách biện minh cho cái tên lửa bay vào không phận của Ba Lan. Thực ra thì khi mà đã là tên lửa, xác định nó là tên lửa bay vào Ba Lan ấy, mà nó ở trong không phận của Ba Lan, gọi là không phận của NATO đấy, tới 3 phút và đi sâu tới 40 km mà không bị bắn hạ. Nó bay vào xong lại bay ra, tức tổng cộng đường bay của nó là 80 km, đúng không? Mà không bị bắn hạ. Đây thực sự là mối nhục. Tôi không cần biết là bản thân NATO phát hiện nó bằng cách nào. Phát hiện nó được trên radar nhưng mà không khóa được mục tiêu là bạn thất bại. Bạn không bắn hạ nó là bạn thất bại. Thất bại hoàn toàn. Và đương nhiên việc này đang tạo ra một làn sóng nghi ngờ vào cái hệ thống phòng thủ tập thể của Bắc Đại Tây Dương. Nó không thực sự như những gì mà Mỹ và Âu vẫn tuyên truyền. Vậy thì khi mà họ không có lá chắn phòng thủ tập thể, vậy trước một đòn phủ đầu của hỏa lực Liên bang Nga thì coi như mọi thứ bị đăng xuất. Và về câu chuyện này, trong buổi trưa ngày hôm nay, Vũ Quang đã đưa ra 3 kịch bản. Và cả 3 kịch bản này nó cũng chôn vùi một phương Tây tập thể. Còn phía Nga trả lời thẳng thừng, không giải thích một cái gì cả cho đến khi các ông có bằng chứng cụ thể. Bây giờ lấy chó ra bằng chứng được. Xảy ra chiến tranh ở Đông Âu, đúng không? Đã từng xảy ra một vụ là tên lửa của Ukraine rồi. Thế các ông không có bằng chứng cụ thể, thế đó là tên lửa của Ukraine thì sao? Các ông làm sao cáo buộc cho Liên bang Nga được? Cho nên phía Nga hoàn toàn bác bỏ toàn bộ yêu cầu của Ba Lan rằng là phải giải trình cụ thể, không? Bố mới đánh giải trình. Chẳng có bằng chứng quái nào nói rằng đó là tên lửa của Nga cả. Và đợt này Nga rõ ràng là trên cơ. Nga có cơ sở để nói rằng không phải tên lửa của Nga. Cho đến khi Ba Lan phải đưa ra bằng chứng rất cụ thể. Làm quá như câu chuyện là tên lửa bay vào xong lại bay ra được. Thế là chắc không có các ông đâu. Sao bắn hạ nó đi? Dù gì nó là mục tiêu trân trọng, các ông được quyền bắn hạ một cách hợp pháp trên lãnh thổ của mình, mà các ông lại không bắn hạ. Vậy các ông chẳng khác nào thừa nhận là khả năng phòng thủ tập thể của chúng tôi nó chỉ là trò chơi, là ú tìm thôi. Chứ làm quái gì phòng thủ được đâu. Chúng tôi là liên minh chiến tranh, chúng tôi là liên minh chết chóc, chúng tôi là một liên minh tập thể ăn cướp. Chứ làm quái gì phòng thủ, làm quái dân chủ nhân quyền đây. Chúng tôi là hệ thống độc tài cai trị toàn cầu, nhưng đến bây giờ đang bị gấu Nga vả cho tháo trái tháo phải, và quay giống như là quay dế, làm mất phương hướng, không biết làm gì trên vũ đài quốc tế, và cũng chẳng biết làm gì để hỗ trợ cho Ukraine. Thế thì trước tình thế như vậy thì quốc hội Ukraine đặt ưu tiên xích lại gần EU và NATO cho năm 2024, quá tuyệt vời. Đây đâu phải là kim chỉ nam của chính quyền hiện tại là đúng rồi. Chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra là bởi vì yếu tố Ukraine muốn gia nhập NATO, là bởi vì yếu tố tăng cường sườn đông, phá hoại an ninh của Nga. Ngày hôm nay bộ quốc hội của Ukraine vẫn tuyên bố đây là yếu tố số 1. Này, chủ tịch quốc hội Ukraine này cho biết là việc xích lại gần hơn với Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của cơ quan lập pháp này trong năm 2024. Quá tuyệt vời luôn. Theo ông thì trước tháng 3 năm 2024, quốc hội sẽ họp bàn về khuôn khổ pháp lý để hợp nhất luật pháp của Ukraine với luật pháp của EU. Khuôn khổ này sẽ bao gồm 35 phần, sẽ trở thành bản hướng dẫn các công tác của quốc hội trong tương lai hướng tới việc gia nhập EU. Bên cạnh đó thì quốc hội sẽ tập trung thông qua luật đưa quân đội của Ukraine tiến gần hơn với các tiêu chuẩn của NATO. Ngoài ra thì một nhiệm vụ quan trọng khác cho năm 2024 là xây dựng các điều luật liên quan đến quá trình triển khai quân đội và luân chuyển quân nhân ấy, trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Việc cần bàn luận là làm sao để Ukraine tồn tại thì chả bàn luận. Bây giờ các ông bàn luận cái mà gấu Nga không bao giờ chấp nhận. Mục tiêu bắt buộc Ukraine phải trở thành quốc gia trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa. Còn như lời tuyên bố của ngài Medvedev thì Ukraine sẽ không còn tồn tại nhà nước nữa. Không còn nữa. Vậy mà ngày hôm nay quốc hội vẫn cứ phải định hình một cách rõ ràng như thế. Đấy. Trong khi đó thì Kiev lại nhận ra cái bẫy của Nga ở tại Zaporizhia. Ái già.
Sau một loạt thời gian phản công là thất bại thảm hại, cong đuôi tháo chạy, thì bây giờ lại thừa nhận là cái bẫy của Nga ở tại Georgia. Mẹ thấy mới đau đầu nữa. Theo nhà phân tích của Ukraine thì cuối cùng, phân tích của Mỹ thì cuối cùng Ukraine cũng nhận ra là cái bẫy của Nga ở tại Georgia, đặc biệt là ở tại Zhytomyr. Nga tấn công Avdiivka này tiến về mọi hướng. Theo như Rimac thì lực lượng của Moscow tiếp tục bao vây khu vực kiên cố của Avdiivka. Giao tranh dữ dội đang diễn ra ở tại nơi đây, nơi các đơn vị của họ đã tiến vài trăm mét theo cả hai hướng trên một mặt trận đó là rộng lớn. Hiện tại lực lượng Nga đã tiến gần hơn đến khu vực nghỉ dưỡng ở tại Zarya, nơi mà Ukraine cũng đã biến thành một khu vực kiên cố tại than và hóa chất ấy. Nga mở rộng quyền kiểm soát trong khu vực nhà nghỉ cuối tuần này. Tình hình khó khăn vẫn còn ở khu vực. Tại đây thì Kiev đang tiến hành phòng thủ tích cực, bao gồm cả việc sử dụng xe chiến đấu bộ binh của Mỹ, để đồng thời đang tăng cường thêm nhân lực và xe bọc thép ở nơi đây. Theo tin đưa thì quân đội Nga đã chiếm một phần vành đai rừng phía tây của đường sắt. Sự tiến bộ của trong khu vực đã khiến cho Ukraine phải quay về thế đó là phòng thủ. Giao tranh ác liệt diễn ra trên các mặt trận, và ở Avdiivka thì các binh sĩ Nga đã tiến lên bằng các trận chiến trong khu vực tư nhân ở phía nam thành phố. Khu vực bắc của Avdiivka thì Nga tiếp tục tấn công các khu định cư này ở hướng nam này, tiến công trên mọi mặt trận. Nguồn tin của Ukraine xác nhận được việc này. Ukraine nhận ra cái bẫy của Nga tại Georgia. Như Rybak đưa tin thì theo hướng Georgia, quân đội Nga đang đẩy lùi đội hình Kiev ở phía tây Zhytomyr, nơi những người điều khiển UAV phát hiện hoạt động của đối phương, sau đó chỉ thị mục tiêu cho pháo phản lực tập kích dữ dội ở phía bắc. Các bên đang đấu pháo này. Song song đó thì Ukraine đã cố gắng tấn công nhưng không thành công. Theo nhà phân tích thì cuối cùng Ukraine cũng nhận ra rằng Nga ở tại nơi đây là một cái bẫy dành cho họ tại Zhytomyr. Tình hình ở phía Zhytomyr rất nghiêm trọng. Tình trạng tương tự đang xảy ra ở những khu vực khác trong khu vực Georgia. Việc duy trì lãnh thổ giữa những ngôi làng là rất khó khăn vì nó trống trải và không cung cấp được đạn dược. Kết quả toàn bộ Georgia đã trở thành một cái bẫy chiến lược trong cuộc phản công của Ukraine, gây thiệt hại vô cùng lớn, và lực lượng vũ trang Ukraine không thể thực hiện được bất kỳ một đột phá nào ở trên chiến trường. Các mặt trận vẫn đang giao tranh ác liệt, và bây giờ lợi thế đang dành cho đà tiến công cơ động của Nga từ khu vực Marinka, khiến cho Ukraine không thể phòng thủ được theo hướng tây nam để bảo vệ Georgia. Thế đến bây giờ nhận ra cái bẫy thì muộn bố nó rồi. Thực ra thì ngay từ giai đoạn đầu phản công thì tướng Zanudi đã nhận ra là không thể chọc thủng phòng tuyến của Nga được, mới phải chia nhỏ lực lượng để tấn công bộ binh đấy, để cắm cờ, để đánh dấu lãnh thổ. Thế nhưng mà đánh dấu lãnh thổ xong thì có ở lại đâu, cắm cờ quay phim xong, bình luận xong, sau đó thì tháo chạy, chứ có ở lại đâu. Và đến ngày hôm nay thì phải rút về vị trí mới, thực ra là về vị trí ban đầu, và cố gắng xây dựng những công sự mới để thực hiện các đà, thực hiện ngăn chặn các đà phản công của Nga. Nhưng mà thực trạng bây giờ khó lắm đó. Trong khi đó là một hệ thống phòng không của Mỹ ở Ukraine đều thất bại trước các siêu tên lửa của Nga hiện tại, và họ đang bắt đầu thừa nhận. Quan chức Ukraine thừa nhận là các hệ thống phòng thủ tấn công do phương Tây và bao gồm cả Mỹ sản xuất cung cấp cho Ukraine không thể đánh chặn được một số tên lửa hành trình của Nga như là Ka-22 của Nga. Và từ đầu chiến sự cho đến giờ chúng tôi chưa đánh chặn được một tên lửa hành trình Ka-22 nào. Thế tên lửa hành trình Ka-22 còn không đánh chặn được, thế mà đòi đánh chặn được tên lửa Kinrow. Anh chị thấy vô lý không? Mẹ là quá vô lý luôn. Thế mẹ không hiểu Ukraine đưa thông tin kiểu gì. Sự bùng nổ của cuộc chiến Ukraine vào tháng 2 thứ 2 đánh dấu một thách thức đáng chú ý đối với lại lực lượng phòng không Ukraine. Theo tuyên bố của các chuyên gia thì người phát ngôn của lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, các hệ thống phòng không tối tân do phương Tây sản xuất và cung cấp cho Kiev, bao gồm Patriot và một loạt các hệ thống LASAM khác, đã không thể đánh chặn được một tên lửa hành trình Ka-22 của Nga.
Đây là một sự thừa nhận cho thấy rằng Ukraine chưa bắn hạ được bất kể một tên lửa Kinzhal nào. Tất cả lời tuyên truyền chỉ là dối trá. Việc trao huy chương để khen thưởng cho hệ thống phòng không đánh chặn được tên lửa Kinzhal cũng là dối trá. Mọi thứ đều là dối trá. Một sự thừa nhận thất bại toàn diện của hệ thống phòng không phương Tây viện trợ. Đây, đến ngày hôm nay bắt đầu là lộ diện, là thực tế là hỏa lực của Nga ở trên bầu trời Ukraine hoàn toàn là tự do đi lại, tự do đi lại, đúng không? Trong khi đó thì bản thân ông Biden tuyên bố cảnh báo nóng rằng sau đòn tấn công dữ dội chưa từng thấy của Nga, và tuyên bố là đừng để Ukraine bị phá hủy. Ấy chà, Biden bắt đầu mẹ xoắn đít vào rồi. Vào những ngày cuối cùng của năm 2023 không đạt được một kết quả nào cả. Nga thì thu về một loạt các thành tựu, như là ngành công nghiệp của Nga đã tăng gấp đôi so với năm 2022 đấy. Mà năm 22 thì đã tăng rất là nhiều rồi, đúng không? Ngành công nghiệp kỹ thuật quốc phòng của Nga vẫn đang kiện toàn bộ 3 tên lửa hạt nhân, vẫn đảm bảo an ninh cho toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của Nga, rồi thì vẫn đảm bảo được chiến dịch quân sự đặc biệt và đạt được mục tiêu là chặn đà phản công lực lượng vũ trang Ukraine được tuyên truyền một cách quá mức, đúng không? Nền kinh tế của Nga GDP tăng tới 3,5% GDP, quá tuyệt vời. Phương Tây tập thể thì rụng rời chân tay, mọi thứ đều thất bại, gồng mình nên thể hiện là chiến thắng trước Nga, nhưng thực tế là đang thất bại thảm hại. Bây giờ hô hào là không được để bị hủy diệt Ukraine, nhưng mà lấy gì để bảo vệ thì ông Biden mà đấy biết được. Bình luận về cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh là Quốc hội của Mỹ phải nhanh chóng thông qua khoản viện trợ cho Kiev, đừng để Ukraine bị hủy diệt. Đừng để Ukraine bị hủy diệt. Ukraine còn cái gì đâu mà hủy diệt hay không hủy diệt. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng là cuộc tấn công gần đây nhất của Nga là một lời nhắc nhở rõ ràng với thế giới rằng sau gần 2 năm diễn ra cuộc chiến tàn khốc này, mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi khi mà Moscow tìm cách xóa sổ Ukraine và khuất phục người dân nước này. Ông chủ Nhà Trắng cũng đề cập đến sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh trong việc củng cố hệ thống phòng không của Ukraine và bảo vệ nước này khỏi nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Nhưng chúng tôi sẽ không đề cập, không thể tiếp tục gửi vũ khí và hệ thống phòng không quan trọng mà Ukraine cần để bảo vệ người dân của nước này, trừ khi Quốc hội hành động khẩn cấp. Trong năm nay, Quốc hội phải đẩy mạnh và hành động ngay lập tức. Ông Biden tuyên bố về việc này trong ngày hôm qua 29 tháng 12. Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng là cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng đến toàn bộ NATO, an ninh của châu Âu và tương lai của quan hệ xuyên Đại Tây Dương của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì ở đêm ngày 28-29 tháng 12, Nga đã thực hiện một cuộc oanh tạc quy mô lớn vào toàn bộ Ukraine, khiến cho hệ thống phòng không của Ukraine hoàn toàn bị tê liệt và phương Tây tập thể cũng bị tê liệt. Và đến ngày hôm nay 30 tháng 12 thì các chuyên gia giải mã cuộc không kích lớn chưa từng có của Nga vào Ukraine. Và các chuyên gia này đến từ Viện Cứu Chiến tranh của Mỹ bắt đầu phân tích mổ quả xẻ liên quan đến vụ không kích quy mô lớn, đánh dập tắt toàn bộ thông tin tình báo của Mỹ và Anh nói về tiềm năng quốc phòng của Nga. Tất cả chỉ là dối trá, chưa có gì xảy ra trên chiến trường cả. Còn quân đội Ukraine nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy chiến lược của Nga. Phương Tây tập thể thì nhận thấy rằng mình tạo ra cái bẫy cho Nga, nhưng cuối cùng là mình rơi vào. Kẻ ra lầy không phải Nga mà chính là Mỹ và Âu. Cuộc không kích lớn chưa từng có vào ngày 29 tháng 12 dường như là đỉnh điểm của nhiều tháng thử nghiệm của Nga nhằm thử thách hệ thống phòng không của Ukraine. Viện Cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington nhận định về việc này. Rạng sáng 29 tháng 12 thì Nga thực hiện cuộc tập kích lớn chưa từng có nhắm vào Ukraine. Moscow được cho là đã sử dụng hơn 150 tên lửa và máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine. Vụ tấn công khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, hơn 160 người bị thương, phá hủy một loạt cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, loạt tập kích vào ngày 29 tháng 12 dường như là đỉnh điểm vài tháng thử nghiệm của Nga với tổ hợp phòng không mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Viện nghiên cứu chỉ ra rằng là vài tháng trở lại đây, Nga đã thực hiện hàng loạt vụ tập kích với quy mô khác nhau, sử dụng kết hợp với cả UAV bom lượn, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Theo Viện Nghiên cứu thì lực lượng Nga dường như đã đa dạng hóa vũ khí tấn công để tìm ra điểm yếu của phòng không Ukraine và tối đa hóa hiệu quả tấn công, tương tự vụ tập kích ngày 29 tháng 12. Nga có thể đã cố tình tích lũy nhiều loại tên lửa trong mùa thu và đầu mùa đông để tạo ra một loạt tấn công mạnh hơn và áp dụng bài học rút ra từ nhiệm vụ trinh sát và giám sát gần đây. Cụ thể là việc sử dụng UAV để vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine và dùng tên lửa
gây sát thương tối đa cho các mục tiêu đã sinh ra, đã định ra. Viện cứu nhấn mạnh rằng là Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine với mục đích làm suy yếu tinh thần và khả năng duy trì các lực lượng quân sự của Kiev. Bộ phòng Ukraine Umerov cũng thừa nhận là rõ ràng với lực lượng tên lửa và dự trữ được Nga của Nga có thể sẽ tiếp tục thực hiện những mục tiêu tấn công lớn như vậy nữa. Ngoại trưởng Kuleba thì nói rằng vụ tấn công cho thấy không nên bàn đến chuyện ngăn chặn việc Nga vào thời điểm này. Ông cũng hối thúc các đồng minh phương Tây tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Về phần mình thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ tấn công của Nga, gọi đây là lời nhắc nhở rõ ràng rằng Nga không từ bỏ mục tiêu ở Ukraine và cần phải tiếp tục tăng cường huy động lực lượng để hỗ trợ Ukraine nhằm đánh bại Nga trên chiến trường. Nhưng mà đánh bại làm sao được? Nó không thể đánh bại được. Mong muốn là như thế, nhưng mọi thứ quá xa vời. Bởi vì Ukraine ngày hôm nay còn phải lo vấn đề ở Israel nữa. Trong khi đó âm mưu của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông là gìn giữ đồng đô la bằng cách hù dọa những quốc gia ở vùng vịnh. Nhưng kết quả đã bất thành cho đến ngày hôm nay. Thế còn Israel thì với mục tiêu của Hoa Kỳ hỗ trợ, Israel thì muốn đưa nhiều người Palestine ở giải Gaza đến định cư ở tại Ai Cập để xâm chiếm toàn bộ đó là giải Gaza. Âm mưu này có rõ ràng. Và đương nhiên là với âm mưu như vậy thì nó cũng sẽ không bao giờ thành công được. Thế thì Hoa Kỳ đang bận rộn từ Trung Đông cho đến Đông Âu thì làm sao có thể thay đổi cục diện cán cân quyền lực trên thế giới được. Chỉ có ngồi mà kêu gào thôi ạ. Đồng minh châu Âu là tiếp tục phải tăng cường chi viện cho Ukraine, hỗ trợ cho Ukraine, chứ đừng để Nga chiến thắng thôi. Chứ bây giờ mới làm thế nào bây giờ? Hỗ trợ thì hỗ trợ rồi. Trong khi đó thì Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc trò chuyện vô cùng khó khăn với lại Thủ tướng Israel. Ông đó là Netanyahu đấy. Vô cùng là khó khăn. Bởi vì ngày hôm nay bản thân Israel đã đi vào trạng thái là đâm lao theo lao rồi. Giết đạo dân thường cũng giết đại rồi. Gây ra thảm họa nhân đạo thì cũng gây ra rồi. Thì muốn tiếp tục nó gây ra những thảm họa sâu rộng hơn nữa. Chung quy lại vào những ngày cuối cùng của năm 2023, chúng ta đang thấy một phương Tây tập thể đang thất bại trước gấu Nga. Một phương Tây tập thể đang thất bại trước gấu Nga. Thất bại một cách toàn diện. Không có cơ hội nào dành cho phương Tây tập thể ở đây cả. Và đây cũng là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.